Rồi, cười tươi đi. Mấy tay chào à? Hello, xin chào tất cả các em đã cùng quay trở lại clip của Hồ Điệp nha. Thì cũng rất lâu rồi, Hồ Điệp cũng bận rộn quá, hôm nay lại quay trở lại với anh em đây. Thì hôm nay cũng rất là rảnh, một clip mà cũng khoảng độ một tháng nay Hồ Điệp mới lại quay lại game. Thì hôm nay Hồ Điệp sẽ bắn chung team với lại Liu Hia, một clan có thể nói là mạnh nhất nhì của 1-10. Kèm theo đó đối team của bên Liu Hia thì có anh em ở bên 24 giờ, một clan cũng khá là nổi trội ở trung cấp 1 kênh 10 đến cao cấp 1 kênh 10. Nói chung là những cái clan mà được gọi là có cái tên tuổi nhất, nói chung là nó cũng đạt trong những cái số gọi là top của những cái clan mà có tên tuổi trong 1-10. Thì đối đến cái clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem anh em ở bên NH thi triển kỹ năng như nào nhá. Thì hôm nay mình vẫn cầm cái Click VIP 8. Hiện tại là mình đang cầm con AWM Ultimate Silver, một con súng mà khả năng là chỉ có đấu đơn nó mới giành được cái sự yêu thương cơ. Chứ còn bắn nói chung là bắn C4 ở trong các cái phòng cứng thì anh em cầm AWM sẽ rất là thiệt. Vì skin sẽ thua với 3Z và cũng giống như là những cái pha đục hay là những cái pha ngắm thì anh em thua. Ôi à, bạn Mr. Lam này, bạn ấy bắn quả hay thế nhở. Nói chung là anh em ở bên bên GR bắn cũng khá là ổn định, khá là tốt. Còn đây là Trần Đức, chúng ta xem Trần Đức thể hiện pha bắn này. Trần Đức có vẻ là đang thiên về cái kỹ năng gọi là trình diễn. Tuyệt vời, anh bắn pha khá là hay. Còn, tôi thì tôi cũng rất thích hay rút ở cái hẻm B này. Tại vì cái hẻm B này bắn với những cái tem mạnh. Vừa nói xong, hẻm B bắn với những cái tem mạnh thì cũng rất ít người canh hẻm B, cho nên là việc rút lên thì mình cũng chớp được cái thời cơ. Mình rút lên cũng khá là ổn. Nhưng nếu mà cái tem họ cover khá tốt, nếu họ chia tem đều thì cái tỷ lệ rút lên của mình cũng rất là khó. Nhưng mà mình cứ rút được trận nào hai trận đấy anh em ạ. Đây là Tuấn này, đây là Ghost đại ca này, đang là Tuấn nhá, là em của anh Hùng. Tuấn bắn cũng khá là ổn, có nhiều pha bắn cũng rất là tốt. Nói chung là Tuấn không được thực sự là bắn bắn đấy, nhưng mà Tuấn bắn gọi là tạm. Nguyễn Duy thì đang thể hiện ở hẻm B. Và anh lên xuống trên cái thùng cũng rất là dẻo. Đây là clear lớp. Trần Đức hiện tại vẫn đang cố thủ ở nhà để bắt nước B. Nói chung là anh em ở team LH này bắn rất bài bản và bắn rất kiểu là cover nhau. Và hiện tại lại là cái pha gọi là 2v1 rồi. Lớp ơi, em đặt C4 đi. Ham hố làm gì? Và chúng ta sẽ cùng xem đến cái pha gọi là 2v1 của bên Liu Hia. Vâng, Liu Hia bắn rất chắc. Vâng, các anh ấy đã cho gọi là 1A và 1B rồi. Vâng, hiện tại thì bên GR đang có sự thay đổi người không hề nhẹ. Vâng, 1m68, anh cũng không đủ chiều cao để có thể tham dự trận đấu này. Không biết là ai sẽ là người thay cầu thủ có 1m68. Chắc là 1m80. Nói chiều vậy thôi chứ. Những anh em nào mà bắn, thứ nhất là không có BB Talk này, thứ hai đã là bắn trình độ kém thì chắc chắn rằng bị kích rất là cao. Và hiện tại đang là D Tiến tham gia trận đấu này rồi. Thì D Tiến là clan ở Đam Mê. Liên tục tôi bị bắn sấp mặt. Việt Anh rất cơ hội, Việt Anh bắn khá tốt. Để mà nói về ở clan Liu Hia thì có Việt Anh, Trần Đức và cũng mấy anh em bắn cũng khá là tốt. Rồi, có lẽ tôi phải đổi con 3Z này thôi, chứ còn AWM kia rút nó không được lợi hại cho lắm. Tôi cũng nghỉ game lâu rồi cho nên là bắn nó cũng hơi đuối tay. Anh em thấy bắn nó đuối quá thì anh em phải thông cảm. Vì cũng không còn thực như ngày trước nữa, bây giờ bận rộn quá. Cô đéo mẹ. Hồi này bắn ghê quá nhờ. Hiện tại tôi đang ở 23, 25 rồi. Đã âm 3 mạng rồi.
Tôi lâu lâu rồi thì lại về nhờ anh em ở LH cánh tem cho thôi. Nói chung là LH thì cũng toàn thanh niên gọi là trẻ, có năng khiếu, nói chung là bắn tốt. 24 giờ. Bạn bình tĩnh để tôi thi triển vài kỹ năng cái. Mãi bình luận, mãi nói chuyện nên là mình cũng không có tập trung bắn được lắm. Cũng lâu rồi cho nên mình cũng bắn ảo uông vậy thôi, thắng thì thắng mà thua thì thua mà. Rồi. Quá tuyệt vời luôn. Ui giời. Làm gì thế? Ôi giời ơi, Tiến ơi, Tiến làm gì ở đây Tiến? Rồi vừa âm mạng xong, bây giờ tôi dương mạng luôn rồi anh em ạ. Cố gắng không để âm mạng. Mặc dù lâu không thi triển kỹ năng nhưng mà thôi thì vẫn cứ cố gắng chờ. Ui, cái thằng Tây Độc này bao nhiêu thằng đứng dốc kia mà đéo bắn lại cứ ra bắn mình thằng này. Nói chung là cũng lâu rồi không về nhưng mà cũng cố gắng làm sao bắn không âm mạng cho anh em mới đỡ cười. Và chúng ta cùng xem đến clear lớp. Hiện tại là bên LH là đang có gọi cả tôi nữa là ba. Tôi ở bên tem BL thì hiện tại là ba dốc và một rút. Đấy, còn HL trên hiện tại là không có. Bên 24 giờ có vẻ đuối quá nhỉ. LH đang chiếm ưu thế hơn rồi. Đang là 6-1. Quá tuyệt vời. LB Lưu Đức. Và hiện tại là Trần Đức vẫn cứ đang giữ cái vị trí đó là bắt dốc B. Ôi giời, bắn tốt thế nhỉ. Đùa chứ lâu ngày không bắn anh em cảm giác nó ngu ngu kiểu gì đấy anh em ạ. Chúng ta cùng xem với Duy Nguyễn. Bình 4 này. Ôi, bình 4 bắn tốt đấy chứ. Ôi, anh em có thể thấy được cái skin của bên anh em ở Lưu Hia bán khá ổn, khá tốt. Toàn bộ nói chung là bên nào bán cũng tốt, cảm giác được cái điều đó. Và anh em gặp LH thì chắc chắn là anh em cũng hiểu được phần nào đó. Không cần Hồ Điệp phải nhắc hay không cần Hồ Điệp phải nói là khen ngợi đâu, để anh em bắn thì anh em cũng biết thôi. Bây giờ tôi lại chơi cái bài gọi là ăn chắc mặc bền đấy anh em ạ. Tôi cũng không ham hố nữa. Mẹ, bắn vào chân mà đéo chết kìa anh em ạ. Đéo nhiều kiểu gì luôn. Hay là cái thằng vừa lấy nó chết ở HL rồi. Chạy đi đâu. Ok. Cái ông bình 4 này hai lần mình nhảy lên đây xong rồi nhảy cùng mà ông cũng đều chết. Chịt cầu này. Quá, hiện tại đang là 3PS1 anh em ạ. 7-1 rồi, còn bắn cái gì nữa hỏi anh em 24 giờ. Trời ơi cao. Trời ơi. Bậc 8-1 luôn rồi anh em ạ. Không biết là anh em GR đang định làm gì đây. Vâng, Nguyễn Duy thì bảo là VIP 7 VIP 8 gắt vậy. Toàn súng anh em tài trợ thôi, toàn lick anh em tài trợ thôi chứ mình không có tiền mua. Thành liên nước B này xuống đi. Nhìn thấy súng mà không làm gì được là anh em này. Bắn bực nhờ. Đéo thể hiểu lỗi luôn. Mình tham quá. Đúng các cụ câu tham thì thâm, mà đa dâm thì đau thận anh em ạ. Trần Đức này bắn không biết sao nhưng mà hôm nay mình thấy Trần Đức rất hay thủ. Trần Đức skin tốt. Hay quá. Tiến ở bên đam mê này cũng là một men ở đam mê cũng khá là lâu. Với cái đội hình như này thì anh em đã thấy đấy. Tôi 11 kin mà tôi còn đang cầm Asia bạc. Thì chắc chắn là các bạn phải đặt một vấn đề là tại sao lại như thế. Tại vì là cái zone mạnh thì anh em bắn sẽ rất được ít, được rất là ít kin. Nó không như là các cái zone mà mình bắn là các phòng for fun, những cái phòng gọi là bình thường. Đấy, bật top lên anh em này. Đấy, top của tôi cũng có 13 kin thôi. Nói chung là anh em bắn ở cái phòng bắn tốt này thì bắn rất đều tem.
tem bên kia thì thực chất ra là cũng mạnh, nhưng mà đã số bắn tem mạnh ở bên hội hoa đăng này thì tây độc này có vẻ toàn chơi ăn miếng trả miếng thôi. Tôi với tây độc toàn ăn miếng trả miếng thôi. Nếu như bắn ở các phòng mà mạnh như này thì anh em ở BL sẽ là người lợi thế hơn. Nếu như BL bắn đuối hơn thì BL sẽ không ăn được GR. Nhưng mà BL bắn ngang GR thì BL sẽ lợi thế hơn. Clear lớp slap cũng rất tốt, bằng một pha giáp Laka. Nhưng mà không hay rồi. Clear lớp đã làm sấp. Và đây là Tuấn, gốt đại ca. Vâng, mà anh cũng làm sấp luôn rồi. Vâng, Việt Anh hỏi ai vậy anh? Thằng em anh chưa ai? Đó anh em thấy không? Tôi với tây độc có những cái pha gọi là ăn miếng trả miếng. Cứ nghĩa là tôi bắn chết tây độc được một ván thì tây độc lại bắn chết tôi. Nói chung là anh em bắn tốt, đa số là bắn một đổi một. Mày đứng đây làm gì mày? Hiện tại bây giờ lại là đang tình huống 2v2. Tuyệt vời rồi, 2vs1 rồi. Tôi sẽ làm gì pha này? Rồi dọc bể à? Từ để đó cho anh. Rồi LB hả? Cuối B à? Mẹ Trần Đức, mấy thằng Duy là hai thằng này báo láo rồi. Tao đã bán cho. Đã biết cuối B không anh em? Anh em chat linh tát linh tinh ở đâu này? Cuối B này. Mình từ cuối B mình đi lên thì mình chỉ thấy một thằng ở lúc B thôi, chứ còn mình cũng chưa có cái thông tin gì mình nhận ra là đó ở cuối B. Nếu như ở cuối B thì chắc chắn nó sẽ đi hẻm B hoặc là nhảy lên cầu vào cầu B hoặc đi nước B. Nếu đã đặt tình huống mà đã đặt C4 thì chắc chắn là đi đoạn đấy. Còn rất rất ít người có khả năng gọi là đi móc A. Mẹ vừa nói xong, rất ít người đi khả năng đi móc A anh em ạ. Tại vì là mình đặt C4, cái thời gian đi từ cuối B lên xe, xong về từ xe về AB, xong rồi vào cái bom thì và bắn chết mình người ta mới cái bom được. Cho nên là cái tình huống đi AB nó được loại trừ rất cao. À, Lưu Đức có vẻ là rất thích nhảy ở cái chỗ này nhở. Tây độc chết rồi. Tây độc không ham ham mình nữa rồi. Trời ơi. US danh à. Ở đâu? Bắn ghê vậy. Anh em có thấy được rằng là tôi toàn có một ăn một thôi, chứ tôi cũng chưa có clear được ván nào, được có một hai ván bắn được trên 3-4 ông ấy. Không biết là lớn ngớ có thua ngược không. 8-1 mà để cho anh em gỡ 9-5 này thì là hơi toang rồi đấy. Bây giờ mẹ ông Duy ông cũng cơ hội hơn mình anh em ạ. Ông Duy này ông cũng cơ hội hơn mình, ông có cam còn trước mình cơ. CB này. Hay quá, Duy có vợ tốt quá. Hay rồi. Cố lên anh em. Win nhanh nào. Mày chạy đâu mày? Mày chạy. Ủa. Mình bắt nhịp chưa? Mình bắn lỗi quả đấy quá. Mình bắt nhịp quả nó chưa gian mà mình đã bắn viên đạn rồi. Tem bên kia họ đi HL rất ít. Nếu như tem mình bắn HL tốt để rút nước B lên thì cũng khá là ổn. Việt Anh vẫn rút rất, rất nhanh. Ở trong cầu rồi. Việt Anh này được cái rút rất là khéo léo. Đi chỗ này mà bị quay nhiều quá là đổi hướng đi rút khác. Không như nhiều anh em cứ rút một hướng là một rút một hướng. Việt Anh nó được đa dạng theo kiểu là có thể rút nước, có thể rút hẻm B và có thể rút hẻm A. Nó là một thằng rất là cơ hội và linh động ở trong mọi tình huống.
Việt Anh này thì em ấy cũng ít tuổi thôi, nhưng mà được cái chơi cũng rất hay, cách nói chuyện cũng rất vui tính. Nói chung ở LH thì được cái quý mỗi thằng Việt Anh. Em mà lại bắn trượt. 11 round rồi, cố lên anh em ơi. Lâu lâu vào chơi với anh em một trận thì nó cũng không được hay. Nói chung là mình bắn nó cũng chưa được hết khả năng. Nhưng mà lâu thôi thì cũng vào để bình luận cho anh em, cho nó có khí thế để anh em cố gắng gìn giữ cái đam mê. Tại vì là mình thì cũng cuối B này. Mình thì cũng mải bận công việc quá, cho nên là cũng không có on được. Kể mà on thì cũng giữ nhiệt huyết cho cái 1-10 này đấy. Nhưng mà cũng mong là vắng Hồ Điệp thì còn những anh em khác gìn giữ cái hội hoa đăng cho nó còn nguyên vẹn anh em ạ. Đợt này này mình là hay kiểu bắn con 3Z Izon với lại con Zivip. Ôi giời ơi, còn một mình luôn. Vãi vậy. Ok à, té máu không chết anh em ạ. Điêu nhờ, mạng có vẻ chán nhờ. Bây giờ tôi cũng hay nhảy cái dốc bên bên dốc cuối B này. Tôi nhờ hay nhảy đấy vì ghét mấy cái thằng HL nó cứ nhảy tưng tưng nhảy ra phát là tôi bắn nó vỡ mồm luôn. Ra hết đây. Ít giời, bọn này. Ủa đông thế. Mẹ ba thằng nhìn. Úi giời. 24 giờ đợt này bắn cũng đuối. Nói chung là ngày trước 24 giờ cũng mạnh lắm anh em ạ. Ôi giời ơi, clear lớp ơi, làm gì thế? Clear lớp cam tâm lên trên mà lại vẩy không kịp xuống dưới, nó lại rớt. Thằng kia nhảy trượt mà thành ra bắn trúng. Vãi thật. Người ta vào trong cái rủi là có cái may anh em ạ. Ôi không chết thằng nào luôn. Ép lên anh em ơi, xông pha lên. Tuấn tự nhiên lên đồng à? Tuấn bắn ghê vậy. Kỳ quá nhỉ, Tuấn tự nhiên mà mấy bắn cuối lên đồng thế. Đấy thì mình cũng rất muốn là làm những cái tem mạnh để cho anh em xem cho nó thích mắt, chứ còn bắn những cái tem yếu thì thực sự là mình cũng không muốn làm. Nói chung là bắn đã thấy chán rồi chứ cũng đừng nói là làm. Cho nên là mình muốn là bắn những cái tem thật mạnh, dù mình không có lấy được top hay là không có được nhiều kin hay là gì đó thì anh em xem nó vẫn cứ thích hơn. Đấy là cái nguyện vọng của mình. Rồi hiện tại cuối cùng đang là cái tình huống 2v2. Rồi tuyệt vời rồi. Khả năng là trận này win luôn rồi. Tình huống là 2v1. Còn 2 men NH nữa. LH có vẻ anh em LH bắn rất là chắc anh em ạ. Nếu bắn clan như này thì anh em bắn rất là chắc và bắn rất là cẩn thận. Rồi cuối rồi còn kích làm gì Trung ơi. 24 giờ Trung IB này. À treo treo à. Khả năng treo. Đấy. Lip mẹ. Trần Đức nghịch ngu đấy. Trần Đức nghịch ngu nó bắn mà nó lại quay ra nó bắn cho lại. Thôi có lẽ là clip Hồ Điệp cũng xin được kết thúc tại đây nhá. Anh em nếu mà hay thì nhớ like, subscribe, ủng hộ kênh cho mình cái nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em. Bye bye.